Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị, truyền thông Nhật Bản vào ngày 15 tháng 2 đưa tin cho hay, bất chấp việc hai công dân bị nhóm khủng bố IS hành quyết vì chính phủ Nhật viện trợ cho Trung Đông và Châu Phi chống chủ nghĩa khủng bố, Tokyo đang có kế hoạch chi thêm 15 triệu đô la Mỹ cho hoạt động này. Tờ Sankei Shimbun dẫn các nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho hay Tokyo đang mong muốn thể hiện rõ quyết tâm không lùi bước trước chủ nghĩa khủng bố bằng cách tăng thêm viện trợ. Dự kiến khoản viện trợ mới này sẽ được công bố trong một hội thảo chống khủng bố diễn ra tại Washington vào tối thứ tư tới. Số tiền này sẽ được phân phối qua các tổ chức quốc tế tới các vùng bị ảnh hưởng, bao gồm các nước có đường biên giới chung với Syria và Iraq, hai quốc gia có phần lớn lãnh thổ đang bị tổ chức Hồi giáo cực đoan IS kiểm soát.